Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi đến với bản tin chào buổi tối ngày 2 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Tôi là Lưu Phước. Tôi là Thùy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những đầu tin chính trong buổi tối ngày Chủ nhật hôm nay. Nhiều chuyến bay đã phải bay vòng trên trời hoặc tạm hoãn cất cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh chỉ vì liên tục có chó chạy vào đường băng. Nhân ngày Thế giới nhận thức về người tự kỷ mùng 2 tháng 4, cùng tìm hiểu liệu châm cứu có thể giúp cải thiện tình trạng của trẻ bị chứng tự kỷ hay không. Chấp nhận việc con mình tự kỷ là một việc không dễ dàng với nhiều bậc phụ huynh. Và trong tiểu mục chuyện tối nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người cha có con tự kỷ để xem anh đã vượt qua cú sốc này như thế nào. Nữ sinh Trung Quốc bán trứng của mình để có tiền tiêu xài và mua iPhone. Thưa quý vị, máy bay vẫn được coi là phương tiện vận tải an toàn nhất hiện nay. Cũng chính vì vậy, yêu cầu đảm bảo an toàn của loại phương tiện này cũng rất nghiêm ngặt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Tiếc rằng thời gian gần đây chúng ta lại phải chứng kiến rất nhiều tình huống uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng do kiểm soát không lưu ngủ quên, rồi đến đưa chỉ lệnh sai hay phi công bị chiếu tia laser khi hạ cánh. Thậm chí gần đây nhất lại có thêm nhiều chuyến bay không thể cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vì một nguyên nhân vô cùng hy hữu, đó là chó chạy và đường băng. Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết vào ngày 9 tháng 2 vừa qua, một chuyến bay đang ra đường băng thì phát hiện có chó trên đường cất hạ cánh nên phải dừng chờ để chó ra khỏi đường băng. Một chuyến bay khác cũng phải bay lại vì phát hiện có chó ở đầu đường băng. Đến nay, cơ quan này đã ghi nhận 10 vụ chó nuôi xâm nhập vào khu vực hoạt động bay gây uy hiếp an toàn hoạt động bay. Cá biệt đã xảy ra trường hợp chó xông hẳn ra đường băng khiến cho tàu bay không hạ cánh được phải bay vòng trên trời. Được biết, đây là khu vực giáp ranh giới với khu vực quân đội cùng khu dân cư thuộc các quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú nên nhiều khả năng đây là vật nuôi từ những nơi này chạy lạc vào. Vâng, một tình huống rất là hy hữu nhưng mà vẫn đã xảy ra đúng không ạ? Nhưng mà không chỉ có chó mèo đâu ạ, mà cách đây ít lâu thì cơ quan hàng không còn phát hiện khu vực ở hai đầu đường cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh còn liên tục xuất hiện các đàn chim bồ câu khoảng 30 con bay vào ở trong khu đậu tàu bay. Và khi kiểm tra thì người ta mới phát hiện đây là chim của các hộ dân nuôi ở xung quanh sân bay và họ nuôi chim như vậy. Mặc dù là những hộ đó thì đã cam kết là sẽ không nuôi chim gây ảnh hưởng tới việc máy bay cất hạ cánh. Do đó thì cảng vụ hàng không thì đang kiến nghị với công an và chính quyền địa phương là phải xử phạt nghiêm những hành vi nuôi chim này để giảm nguy cơ uy hiếp đến an toàn bay. Nhiều người có thể thắc mắc là máy bay lớn như thế tại sao lại phải sợ một chú chó hay là một con chim đúng không ạ? Theo các chuyên gia thì đôi khi cả một chiếc máy bay khổng lồ có thể bị rơi chỉ vì một con chim nhỏ. Thống kê cho thấy kể từ năm 1988 đến nay thì có ít nhất hơn 200 người chết trong các vụ tai nạn máy bay liên quan tới động vật, gây thiệt hại hơn 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm do máy bay có vận tốc rất lớn. Nên khi va chạm với một con chim bồ câu thì cũng chẳng khác gì va chạm với một cục đá lớn và hoàn toàn có thể làm móp méo đầu máy bay. Thậm chí nếu máy bay va phải một đàn chim hoặc một con chim lớn như ngỗng trời, kền kền thì hoàn toàn có thể làm máy bay bị rơi nếu con chim đó bị hút vào động cơ phản lực, làm gãy cánh quạt khiến động cơ ngừng hoạt động. Ở Việt Nam chúng ta thì hai sân bay lớn nhất là Nội Bài và Tân Sơn Nhất thì ít có chim di trú nên là nguy cơ máy bay đâm phải chim thì cũng không quá cao. Nhưng mà phần lớn các nguy cơ này thì xảy ra ở các khu vực mà sân bay ở gần các rừng, ví dụ như là sân bay Liên Khương, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, sân bay Pleiku, sân bay Cà Mau. Và trên thế giới thì các sân bay người ta cũng phải tìm đủ mọi cách khác nhau để có thể xua đuổi các đàn chim đi xa, ví dụ từ việc là dùng sóng âm này cho đến huấn luyện cả chim ưng. Hoặc là đơn giản nhất là hạn chế trồng nhiều cây gần sân bay vì nếu mà không có cây thì chắc chắn là chim nó cũng sẽ không tìm về đây để di trú. Thưa quý vị, mặc dù theo kết quả khảo sát thì có tới 90% ý kiến cho rằng không nên tiếp tục duy trì hệ thống loa phường. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn quyết định không khai tử loa phường mà chỉ giảm bớt số lượng loa và tần suất phát. Hà Nội yêu cầu trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã, giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận, mỗi phường giữ lại từ 5 đến 10 loa tại các vị trí phù hợp. Việc này nhằm đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết. Sau 3 tháng sẽ đánh giá lại để điều chỉnh. Ngoài ra, vị trí đặt loa, thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền cũng sẽ được sắp xếp lại nhằm đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt các khu vực gần trường học, bệnh viện, khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng.
nhiên. Vâng, một số tính toán còn cho thấy là nếu như mà bỏ hoàn toàn hệ thống loa phường ở tại Hà Nội thì thành phố sẽ tiết kiệm được khoảng 2 tỷ đồng tiền trả lương cho các cán bộ, những người vận hành và khoảng chục tỷ đồng chi phí vận hành, bảo dưỡng hay là thay thế thiết bị cho cái hệ thống thông tin này. Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến khẳng định là loa phường bản thân nó thì không có lỗi hay là không có tội gì cả, nên là chúng ta bỏ nó đi thì cũng không hoàn toàn chính xác, mà thay vào đó chúng ta vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng vận hành nó, và để cải thiện tốt nhất thì chúng ta nên thay đổi cái cách thức vận hành thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho cuộc sống của chúng ta. Dạ vâng, đúng thế, và thậm chí ngay tại một đất nước giàu có hiện đại như Nhật Bản, hệ thống loa phát thanh công cộng không những không bị thất sủng mà còn ngày càng có chỗ đứng và được nhiều người yêu thích hơn nữa. Lý do là vì những nội dung mà nó cung cấp vô cùng thiết thực với mọi người. Hệ thống phát thanh ở Nhật Bản không chỉ lắp ở cột điện, chốn đông người hay một số nơi có nhiều cư dân sinh sống, mà nó được lắp đặt tại tất cả các tòa nhà, khu vực có người sinh sống, và gần như là hệ thống cảnh báo bắt buộc. Nó cũng không phát thông tin kinh tế, chính trị, mà thông thường chỉ phát những bản nhạc nhẹ nhàng với âm lượng vừa phải để người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Khi có thiên tai như động đất, núi lửa, sóng thần hoặc mưa lớn, hệ thống phát thanh này sẽ đồng loạt phát đi tin tức, cảnh báo ngắn gọn đủ để tất cả mọi người chú ý và tìm nơi phòng tránh. Ngoài ra, những thông tin về hỏa hoạn, trộm cướp trong khu vực cũng được phát khi cần cảnh báo. Chính vì thế, với người Nhật, loa phường không hề mang lại phiền toái, mà chỉ giúp cuộc sống của họ an toàn hơn. The sirens are meant to get your attention, primarily for people outside, unsheltered. They are directing you to go inside and get more. Trong thời gian vừa qua thì các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tiếp nhận những ca bệnh hiếm, và không chỉ đối với ngành y ở trong nước mà còn hiếm cả với y văn ở trên thế giới. Như là bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa đây thì đã ghi nhận một ca như vậy với một bé gái 2 tháng tuổi đến từ Sóc Trăng. Cháu bé mắc đồng thời 3 dị tật tim mạch và trở thành ca thứ 5 của thế giới mang bệnh lý này. Bệnh nhi 2 tháng tuổi khi chào đời khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng thì có dấu hiệu khò khè, mệt mỏi và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả cho thấy là bệnh nhi mắc đồng thời 3 dị tật tim bẩm sinh phức tạp, bao gồm thân trung động mạch, bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi, bất thường lỗ xuất phát động mạch vành. Thông thường thì chỉ cần mắc 1 trong 3 dị tật trên là trẻ đã gặp rủi ro về tính mạng. Do đó các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho em. Suốt ca mổ thì các bác sĩ rất căng thẳng vì sai sót nhỏ cũng có thể khiến em bé tử vong. Tuy nhiên sau 4 tiếng phẫu thuật và 48 tiếng hậu phẫu thì cháu bé đã kín xương ức. Hiện tại thì các chỉ số đã về bình thường. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là y văn thế giới đến nay mới chỉ ghi nhận 4 người mắc đồng thời các dị tật tim phức tạp như vậy. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Cùng với xu hướng chung của thế giới, số lượng trẻ tự kỷ ở Việt Nam trong những năm gần đây ngày một gia tăng. Chúng ta đều biết tự kỷ có nguyên nhân từ những rối loạn trong bộ gen, do đó đến nay chưa có biện pháp chữa trị triệt để. Song điều đó không có nghĩa là không có những phương pháp chăm sóc điều trị giúp cải thiện tình trạng của trẻ, giúp các em hòa nhập tốt hơn với cuộc sống. Gần đây, một trong những phương pháp được nhiều phụ huynh nhắc tới đó là phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt cho trẻ. Vậy phương pháp này hiệu quả tới đâu? Nó có giúp ích nhiều cho các trẻ bị tự kỷ hay không? Phóng viên Chào Buổi Tối đã tới Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nơi đang thực hiện phương pháp này để tìm hiểu. Bố bảo, con nghe. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng một năm nay, bé trai 9 tuổi này mới có thể làm được. Dù phát hiện con mắc tự kỷ từ lúc 2 tuổi, cũng cho đi chữa trị khắp nơi, nhưng tình trạng cũng không mấy cải thiện cho tới khi dùng phương pháp châm cứu. Lúc mà cháu chưa châm cứu thì cháu chưa biết được một cái gì hết. Chưa bảo được, và cháu chỉ thích làm cái gì cháu làm thôi, chứ không thể ngăn cản được. Nhưng mà từ khi đến bệnh viện đấy châm cứu thì cháu nó bắt đầu có cái là hiểu biết và bảo thì cháu nghe. Điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, đó là những phương pháp đang được Bệnh viện Châm cứu Trung ương ứng dụng điều trị cho trẻ. Phương pháp này theo Đông y là tỉnh thần, còn Tây y là nâng cao trí tuệ. Khi trẻ tự kỷ đã có tư duy thì sẽ chấn chỉnh được lời nói, hành vi của bản thân. Đồng thời một khâu không thể thiếu sau giai đoạn châm cứu để tỉnh thần, để rút ngắn thời gian điều trị, các bác sĩ còn ứng dụng phương pháp giáo dục cho trẻ, mỗi ngày dành một tiếng để học kỹ năng. Sau
từ 6 cho đến 8 được điều trị, thì số các cháu mà được hòa nhập như WHO đã quy định thì đạt được khoảng 70%. Tức là hòa nhập, tức là các cháu đã biết giao tiếp, đã biết làm các động tác sinh hoạt hàng ngày. Điều trị được 5 đợt rồi đấy ạ. Khi mà ngày đầu mới vào khoa, bạn ấy chỉ bi bô những từ đơn giản thôi, như ba, mẹ, bà, bye bye. Nhưng mà sau một thời gian dài kết hợp giữa điều trị châm cứu và can thiệp ngôn ngữ này thì bé đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ bé có chữ cái, bé gần như là thuộc hết, chỉ còn một vài từ mà cái khẩu hình miệng của bé chưa được chuẩn thì cô cần can thiệp cái khẩu hình miệng của bé, hoặc là cái khả năng tập trung của bé bây giờ cũng khá là tốt rồi. Khoa điều trị cũng rất là mừng cho bạn là bây giờ bạn đã quay về để đi học lớp cùng với các bạn trẻ bình thường rồi đấy ạ. Bất chấp việc đang xuất hiện ngày càng nhiều các mẫu điện thoại thông minh hiện đại, nhiều tính năng hơn và giá cả thì cũng phải chăng hơn, nhưng mà iPhone thì vẫn luôn chứng tỏ được sức hút của mình đối với người sử dụng. Có nhiều người đã tiết kiệm cả năm trời chỉ để mua một chiếc iPhone, có người thì đổi cả tên thành iPhone 7 để được tặng sản phẩm này. Tuy nhiên thì bán trứng của mình để mua iPhone thì có lẽ chỉ có một cô gái ở Trung Quốc mới dám làm. Truyền thông Trung Quốc cho biết là nữ sinh viên Đại học Thượng Hải sinh năm 1994 đã bán 20 quả trứng với giá là 250.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 41.000 đô la Mỹ, và dùng một phần tiền để mua một chiếc iPhone 7 Plus. Nữ sinh này cho biết là cô nảy ra ý định bán trứng của mình để mua điện thoại iPhone sau khi đọc được quảng cáo hiến trứng ở trên WeChat. Cô cho rằng là cô muốn bán trứng vì đang thiếu tiền và chẳng còn cách nào khác. Được biết, tại Trung Quốc, thị trường chợ đen mua trứng người ở thành phố Thượng Hải hoạt động rất sôi nổi. Đa số người được gạ bán trứng là ở trong độ tuổi 20, còn người mua trứng thì ở trong độ tuổi 40, và công ty môi giới thì không cho phép hai bên liên hệ trực tiếp. Vâng, được biết giá trứng dao động từ sấp xỉ 4.800 đô la Mỹ đến gần 16.000 đô la Mỹ, tùy thuộc vào trình độ học vấn, chiều cao, nhóm máu của người bán. Hiện nay thì phần lớn người bán trứng là các nữ sinh viên ở trong độ tuổi 20, vì đây là độ tuổi được cho là có những quả trứng tốt nhất. Vâng, tuy nhiên thì các bác sĩ cho biết là để bán được trứng thì các cô gái sẽ phải được tiêm thuốc kích, đúng không ạ? Buồng trứng thì sẽ bị to lên quá độ và có thể gây nguy cơ là chảy máu. Hơn nữa thì phòng làm thủ thuật lấy trứng thì cũng phải đảm bảo có điều kiện phải vô trùng, nhiệt độ luôn duy trì ở mức là 37 độ C. Bởi thế tiến hành lấy trứng tại những cái giao dịch theo kiểu chợ đen thì tiềm ẩn nguy cơ rất là cao, và thậm chí là có thể gây vô sinh cho những cái người mà đi bán trứng như vậy. Nếu mà nguy hiểm hơn nữa, không đảm bảo có điều kiện thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên thì vì cần tiền nên như câu chuyện vừa rồi, có những cô gái vẫn liều lĩnh để có thể làm cái việc đó. Không chỉ ở Trung Quốc đâu mà ngay Việt Nam của chúng ta cũng có những người làm nghề này. Một số thông tin cho rằng mỗi lần bán trứng ở Việt Nam có giá từ 20 đến 30 triệu, nhưng người bán chỉ được hưởng có 2/3, số còn lại là cho người môi giới. Điều kiện cũng khắt khe là phải ở trong độ tuổi từ 18 đến 35, từng có con, phải làm hàng loạt xét nghiệm để xác định rằng không có bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền hay có vấn đề về buồng trứng. Thông thường thì những phụ nữ bán trứng cũng chỉ làm vài lần, do việc này tương đối mệt mỏi, vất vả và nhiều biến chứng. Cảnh sát Kuwait vừa bắt giữ một phụ nữ sau khi người này đang tâm đứng quay video bằng điện thoại cảnh người giúp việc bị trượt chân và bị treo lơ lửng bên bậu cửa sổ. Đáng nói vì sự nhẫn tâm này, người giúp việc sau đó đã rơi xuống đất từ cửa sổ của căn hộ trên tầng 7. Video cho thấy người nữ giúp việc người Ethiopia bám một tay bên ngoài thành cửa sổ tầng 7, la hét vì sợ hãi và cầu xin bà chủ cứu giúp. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ người giúp việc, bà chủ người Kuwait thản nhiên đứng quay video. Ngay sau đó, người giúp việc trượt tay và rơi xuống bên dưới, va vào một mái hiên kim loại. Tuy nhiên, dường như điều này vẫn không làm chủ nhà lo lắng mà thậm chí còn đăng video quay lại cảnh tượng trên lên mạng xã hội. Nữ giúp việc may mắn sống sót sau cú ngã. Cô được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng gãy tay, mũi và tai chảy máu. Cảnh sát đã bắt giữ người chủ nhà và bàn giao cho cơ quan công tố vì không cứu giúp cho nạn nhân. Cô được cho là đã trèo ra cửa sổ với ý định tự tử nhưng suy nghĩ lại và phút chót. Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
nước ta có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Thậm chí nếu tính theo cách tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, con số này lên đến nửa triệu người. Dù số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị ngày càng tăng từ năm 2000 đến nay, song nhận thức của xã hội về chứng tự kỷ, cách ứng xử với trẻ tự kỷ tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Không ít những ông bố bà mẹ có con bị tự kỷ đã không chấp nhận thực tế đó, tự lừa dối bản thân rằng con mình hoàn toàn bình thường. Đến khi chấp nhận nó thì lại không biết cách để giáo dục, chăm sóc con sao cho đúng. Ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một ông bố có con trai bị tự kỷ để nghe anh chia sẻ về quá trình khó khăn từ lúc mới phát hiện tình trạng của con cho đến lúc đồng hành cùng con chống lại chứng tự kỷ. Chúng tôi tin rằng sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, các bậc phụ huynh khác có con tự kỷ sẽ có thêm kinh nghiệm quý báu để yêu thương chăm sóc những đứa con của mình. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thanh Bình ở Hà Đông, Hà Nội. Đầu tiên thì xin cảm ơn anh Bình đã nhận lời tham gia với chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Và Thùy Linh cũng xin phép được đi vào câu chuyện ngay lập tức. Anh có thể chia sẻ đôi chút với quý vị khán giả cũng như là Thùy Linh về tình trạng con mình bây giờ được không ạ? Và anh trong tình huống như thế nào anh đã phát hiện ra là con mình bị chứng tự kỷ ạ? Vâng, cảm ơn chị Thùy Linh. Tôi có một con trai có thể gọi là tự kỷ. Hiện giờ thì tôi cũng rất là vui mừng vì cháu cũng tiến bộ khá nhiều so với bản thân cháu. Và đặc biệt là không phải là cháu tiến bộ mà cả gia đình cùng tiến bộ cùng với cháu. Đấy là cái thứ mà tôi mong muốn. Còn khi mà gia đình phát hiện ra cháu tự kỷ thì từ đó đến giờ thì là một cái quá trình rất là lâu dài và rất là nhiều cảm xúc xảy ra. Và lúc đó khi mà anh phát hiện ra cháu bị chứng tự kỷ thì cái suy nghĩ của anh về căn bệnh này như thế nào ạ? Cháu con trai tôi sinh ra thì khá là bình thường như là các bạn khác. Hai vợ chồng tôi thì có tiếp theo cháu thứ hai khá sớm so với cả cháu thứ nhất. Sau đó thì vì thế cho con trai tôi được gửi đi nhà trẻ khá sớm. Thì các cô ở nhà trẻ cũng nhận thấy là cháu có những cái vấn đề đặc biệt và cũng trao đổi với gia đình tôi. Tuy nhiên thì do không có kiến thức thì chúng tôi không nghĩ rằng đấy là cái gì nguy hiểm cả. Sau này thì khi mà tôi đến năm thứ ba, đến năm 3 tuổi thì gia đình có nhiều cái sự thúc giục hơn từ những cái phía bên ngoài thì chúng tôi mới đưa con đi làm các cái đánh giá về tự kỷ và được bác sĩ nói rằng là cháu bị tự kỷ. Và cái nhận thức của chúng tôi lúc đấy là thực sự là như là trời sập vậy. Tức là chúng tôi không biết phải làm thế nào cả để mà vượt qua. Tất nhiên là chúng tôi vẫn phải vượt qua và dần dần chúng tôi đọc tìm hiểu rồi đến các cái trung tâm để mà can thiệp. Thì đúng là con tôi có những triệu chứng tự kỷ thật, tất cả các triệu chứng của tự kỷ cháu đều có. Ví dụ như là ban đêm cháu quấy khóc bất thường, rất là gây khó khăn cho gia đình và cả hàng xóm. Rồi cháu rất là nhạy cảm với các sự thay đổi về môi trường. Môi trường đây là nó rất là rộng lớn, ví dụ là thức ăn thay đổi, ví dụ như là chỗ chơi thay đổi, chỗ học thay đổi. Hoặc là cháu hay quay vòng tròn rồi không nói chuyện, tất cả những triệu chứng đấy là có. Tuy nhiên làm thế nào để mà có thể vượt qua được những triệu chứng đấy thì lúc đầu chúng tôi rất hoang mang và chúng tôi đi tìm kiếm các cái sự hỗ trợ từ bên ngoài. Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các sự hỗ trợ, mặc dù tôi cũng là người tạm gọi là người duy lý, tức là tôi cũng cân nhắc xem là cái việc đấy có khả năng thành công hay không, và tôi cũng đều nhận định là các cái việc can thiệp là theo tôi nhận định là cái xác suất thành công là rất thấp. Tôi đã trải qua tất cả các cái can thiệp, ví dụ như là tâm lý giáo dục, ví dụ như là massage, tôi nói là vật lý trị liệu, rồi nội khoa, uống các cái thuốc để hỗ trợ thần kinh, bổ thần kinh, thậm chí là cả ngoại khoa, đấy là cấy ghép tế bào gốc. Mặc dù tôi tự nhận thức rằng là những cái biện pháp đấy nó cái xác suất thành công là rất là thấp. Mặc dù như vậy thì cho dù cái xác suất thành công thấp, chúng tôi vẫn cố gắng làm, và đến cuối cùng thì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng tôi không thể trông cậy vào bất kỳ ai để có thể làm thay đổi được. Và dần dần thì chúng tôi sẽ gia đình chúng tôi phải tự đồng hành cùng cháu. Cái thời gian đồng hành cùng với cháu thì thực sự là bản thân chúng tôi đã tự thay đổi rất là nhiều. Tôi cũng biết rằng là rất nhiều gia đình không chịu nổi cái áp lực này và họ phải bỏ cuộc bằng cách nào đấy. Ví dụ như là hai bố mẹ bỏ nhau, ví dụ như là bố mẹ phải bỏ việc ở nhà trông con. Chúng tôi cũng phải chấp nhận chuyện đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là thực sự ở Việt Nam
tôi tự nhận thấy rằng là chưa có cái sự hỗ trợ nào đấy, và tôi cho rằng là thực sự hiệu quả cho các bạn tự kỷ. Cho nên là chắc chắn phải có một sự hy sinh nào đấy. Vấn đề là cái sự hy sinh đấy có đem lại cái tác dụng tích cực với các bạn hay không. Ví dụ như trong trường hợp gia đình chúng tôi chẳng hạn, thì thực sự là tôi đã phải chấp nhận là dẹp bỏ bớt các cái công việc xã hội của bản thân mình, hoặc là để cái việc đấy cho vợ tôi gánh vác, và tôi cùng theo con. Tuy nhiên kể cả như thế đi nữa thì do không chịu đựng được cho nên là nhiều khi bản thân tôi cũng, mặc dù đã phải hy sinh các công việc cá nhân, nhưng mà tôi do không thể chịu đựng được sức ép cho nên là tôi cũng có nhiều lúc tôi đã bị trầm cảm, tức là bản thân tôi bỏ cuộc, tôi trầm cảm và cái tác động tiêu cực đến gia đình rất là lớn. Ví dụ như là tôi không chịu nổi, trong cái quá trình dạy dỗ cháu tôi, thậm chí tôi đánh cháu chẳng hạn, tôi cãi nhau với vợ. Thời gian đầu hay là về sau này? Về sau đấy, tức là trong cái quá trình sau khi mà chúng tôi đã cố gắng nương tựa vào các cái nỗ lực bên ngoài, và tôi cho rằng là có thể dùng tiền, có thể dùng thời gian để có tác dụng tốt, và cuối cùng là nhận thấy rằng là không có cái gì có thể giúp con mình được, thực sự không có cái gì có thể giúp được các bạn tự kỷ cả, và tôi chỉ nhận thấy rằng là chỉ còn mỗi một cách là bố mẹ phải làm thôi. Và như thế thì khi mà bố mẹ làm thì dẫn đến là phải hy sinh, nhưng mà cái ngay cả hy sinh rồi thì cái kết quả của nó cũng rất là khó khăn có thể đạt được, và mình còn chưa chấp nhận cái chuyện đấy, cho đến khi, tức là mình cứ cố gắng nỗ lực, mình cứ đem con mình ra để mà đạt bằng các bạn, cố gắng để hướng tới cái mục tiêu là các bạn không tự kỷ, nhưng mà thực tế thì như không thể đạt được, và mình cảm thấy mình bất lực. Từ cái chuyện bất lực đấy thì mình cảm thấy mình trầm cảm và mình tiêu cực với cả gia đình, với cả con cái. Và tôi thực sự là mỗi lần con tôi nó nhắc lại những cái chuyện là bố đánh con rồi, lúc này bố đánh con lúc khác, thì tôi thực sự rất là mình cũng cảm thấy có chút đau lòng, có đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ là từ đó đến giờ thì mình, gia đình nhà mình đã làm những phương pháp gì, như anh nói là chỉ có bố mẹ thôi thì mới giúp được cho con. Thì gia đình nhà mình sau khi đã thử rất nhiều phương pháp rồi thì mình cuối cùng đã quay trở lại sử dụng phương pháp nào, hay là cái phương thức như thế nào trong cái sự chăm sóc của bố mẹ để giúp cho con tốt hơn như ngày hôm nay anh vừa chia sẻ ban đầu ạ? Vâng. Tôi cũng biết rằng là rất nhiều người nói về tự kỷ và mọi người nhìn nhận tự kỷ rất khác nhau. Rất nhiều gia đình cũng rất là thành công trong cái chuyện là giúp đỡ con mình vượt khỏi tự kỷ, nhưng mà còn nhiều người không làm được cái việc đấy. Thế thì mỗi nhận thức của mỗi gia đình là rất là khác nhau. Ví dụ như trong trường hợp của gia đình của chúng tôi thì tôi tự nhận thức được là đến bây giờ tôi nhận thức được là tự kỷ không phải là một căn bệnh. Thực sự tôi cho rằng là như vậy. Và ai là người bị bệnh? Bố mẹ là người bị bệnh, chứ không phải là con mình là người bị bệnh. Thế thì hãy chữa từ bố mẹ trước đã. Tại vì khi nào mà bố mẹ không chữa được cho cái sự tự kỷ, cho cái sự tự kỷ của bản thân mình ấy, thì không bao giờ có thể cứu con được khỏi tự kỷ. Tức không. Như vậy là chúng tôi nhìn nhận rằng, bây giờ tôi nhìn nhận là con tôi bình thường. Tôi nhìn nhận con tôi bình thường. Và cái chuyện là tôi không cần phải cố gắng để con tôi bằng các bạn khác, hay con tôi phải giống các bạn khác. Bởi vì con tôi có nhiều thứ khác biệt với các bạn khác. Và tôi và những cái thứ khác biệt khác đấy thì có nhiều điểm là rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng. Mà cháu có thể là làm những cái công việc bắt chước tương đối là dễ dàng, ví dụ như là làm vẽ, hay là hát, hay là âm nhạc, hay là học ngoại ngữ, những cái thứ mà mang tính chất là lặp lại, tức là học thuộc lòng rất dễ dàng. Những cái việc mang tính chất là suy diễn thì đối với cháu rất là khó, tương đối khó khăn. Ví dụ như là giải toán đố chẳng hạn, hay là phải suy luận từ cái nọ ra cái kia thì thực sự là gặp khó khăn. Tuy nhiên thì cũng không thành vấn đề gì cả. Tại sao tôi cứ phải con tôi là bằng người khác? Thế thì và từ cái đấy thì tôi thấy rằng là ok, mình không nên tạo sức ép cho con mình. Khi mà càng tạo sức ép cho con mình để nó phải thành một người này thế này thế khác ấy, thì là tự mình làm hại nó. Thì từ cái việc là không tạo sức ép cho con mình nữa, và tôi những cái gì mà khó khăn thì tôi cùng dần dần với cả con tôi, tôi động viên, tôi khuyến khích, tôi cùng làm với con tôi. Tất nhiên là tôi phải hy sinh các cái công việc cá nhân của tôi cũng khá nhiều. Thì dần dần thì tôi thấy con tôi thực sự là cháu, dường như là từ cái ngày mà tôi thay đổi, chứ không phải là cháu thay đổi,
Tức là từ ngày tôi thấy là tôi phải tự chui ra khỏi cái bóng tối của cái tự kỷ thì tôi thấy con tôi càng ngày nó càng cảm thấy nó càng nhẹ nhàng lên. Cháu bắt đầu thấy tự tìm được cái sự tự tin của bản thân hơn và tự cháu hòa nhập dần với cả xã hội hơn. Mặc dù như vậy thì như thế là tôi cảm thấy hiện tại bây giờ đối với gia đình tôi là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc về cái chuyện là con tôi đã đạt được như vậy. Vâng, chỉ nghe anh chia sẻ chúng tôi có thể hiểu được cái phần nào cái hành trình rất là khó khăn mà hai vợ chồng anh đã trải qua. Và tôi rút ra một cái ý rất là quan trọng về câu chuyện của anh, đó là cái thay đổi trong cái suy nghĩ của bố mẹ trước đã. Bởi vì như anh nói rằng là bố mẹ phải tự thay đổi, phải thoát ra cái vỏ bọc cái gọi là cái cuộc sống cái suy nghĩ đen tối của mình để cùng con tiến bộ. Và anh nói rằng không việc gì phải bắt buộc con mình cứ phải giống bằng con nhà người khác. Cháu sẽ là một cá thể rất là đặc biệt và có những cái khả năng riêng. Anh cũng vừa nói là cháu có những khả năng riêng, anh cũng đã phát hiện ra đó là khả năng bắt chước rồi. Có vẻ tôi cũng thấy rằng là trong nhiều những cái bộ phim hay cuốn sách người ta nói rằng những cái trẻ tự kỷ thì sẽ có những cái năng khiếu rất là đặc biệt thiên hướng về nghệ thuật. Thì không biết là hiện tại thì mình đã giúp con phát huy những cái năng lực đó như thế nào rồi ạ? Tôi cũng chưa nhận thấy con tôi có những cái gọi gì gọi là năng khiếu hay là những cái bẩm sinh gì cả. Tuy nhiên thì tôi thấy con tôi dễ dàng hơn trong những cái việc các cái hoạt động mang tính chất bắt chước, ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn. Ví dụ như là vẽ chẳng hạn. Tôi chưa thử để cho bạn ấy học âm nhạc, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn ấy cũng có khả năng, bởi vì bạn ấy cũng thỉnh thoảng bạn cũng hát. Thế thì tôi nghĩ rằng là và một số thứ thì bạn cũng cảm thấy nó trội lên. Và trong cái quá trình đồng hành với bạn ấy thì tôi cũng cố gắng tạo cơ hội để cho bạn ấy thể hiện. Và tất nhiên là cũng tác động với cả các xã hội bên ngoài để mọi người công nhận cái kết quả mà bạn ấy đạt được. Ví dụ như là công nhận một bức tranh của bạn ấy, công nhận một kết quả thi của bạn ấy. Tất ở những cái thứ mà bạn ấy có khả năng thôi. Và tôi thấy như hiện tại xã hội bây giờ thì cái chuyện tự kỳ thị trẻ tự kỷ thì gần như là không còn nhiều cái vấn đề kỳ thị. Tất nhiên ở một cái chừng mực nhất định nào đấy vẫn còn những cái vấn đề, ví dụ như là tách biệt, tôi không nói là kỳ thị mà tách biệt. Và ở trong một vài trường hợp nào đấy vẫn có cái sự lạm dụng. Ở đây chúng ta nói rằng lạm dụng thì không phải là chỉ có người lớn lạm dụng trẻ con, bố mẹ lạm dụng con. Ví dụ như là bắt ép con phải làm cái gì mãi chẳng hạn. Sau đó thì khi mà con mình không làm được thì mình cáu giận, mình đánh mắng, mình chửi, đấy là cái sự lạm dụng. Hoặc là người lớn, nhưng mà cũng có thể lạm dụng từ bạn bè, từ anh em, từ các cùng trang lứa các bạn cũng lạm dụng và gây sức ép rất là lớn cho các bạn tự kỷ. Thế thì ở xã hội bên chỉ còn đôi chút những cái sự lạm dụng, những cái nguy cơ và cái sự tách biệt. Vâng, cảm ơn anh. Tôi nghĩ rằng những chia sẻ của anh không chỉ giúp ích cho những cái bố mẹ, những cái phụ huynh có con tự kỷ mà còn giúp ích cho rất nhiều các bậc phụ huynh bình thường có những đứa con bình thường khác trong cách giáo dục và nhìn nhận về cái sự phát triển của con mình. Một lần nữa rất là cảm ơn anh đã tới và chia sẻ câu chuyện với khán giả Chào Buổi Tối. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta đều biết rằng là mỗi đứa trẻ sinh ra thì có thể coi chính là một món quà mà tạo hóa đã mang lại cho mỗi gia đình. Và việc đứa trẻ ấy xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh nhiều hay ít và phát triển như thế nào, đó không phải là lỗi của chúng. Và nếu đứa con của bạn có một khiếm khuyết nào đó dù lớn hay nhỏ thì đừng thất vọng hay là chán nản, bởi điều đó có nghĩa là số mệnh đã chọn cho bạn để gửi gắm đứa trẻ ấy với một cái hy vọng là tình yêu thương của cha mẹ thì đã đủ lớn để che chở, để giúp cho đứa trẻ đấy phát triển và có một tương lai tốt đẹp suốt cả cuộc đời. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.